Mê cái cách Gen Z thiết kế áo lớp cực xinh yêu, nhìn là mê liền. Nhắc đến áo đồng phục, người ta thường có định kiến rằng đó là những mẫu áo đơn điệu, khô cứng, khó phối đồ. Thế nhưng, với sự phát triển của thời trang cùng óc sáng tạo vô biên của hội Gen Z, thì áo lớp ngày càng đẹp hơn rồi. Trẻ mới nhất có lẽ là việc in ảnh của các thành viên lên áo như thế này, chân dung của từng người và cả thầy cô chủ nhiệm nữa. Nhìn vào một cái là nhớ ngay gương mặt nào với tính cách ra sao, không bao giờ lẫn với bất cứ áo lớp nào được đâu nhá. Mấy chục năm sau lúc họp lớp nhìn lại thì sẽ nhớ, hóa ra mình có một thời tuổi trẻ như vậy. Có lớp thì sáng tạo hơn, cũng là chân dung, nhưng mà chân dung thời bé thơ. Giờ thì tìm xem đâu là ảnh của mình, đâu là ảnh của đứa cạ cứng ngồi bên cạnh nào. Đáng yêu hết nấc luôn rồi còn gì. Cầu kỳ những lớp này thì áo của ai được ghi tên và in hình người đó riêng nữa cơ. Trên vai áo được thiết kế thêm chú gấu cực xịn sò. Không biết người ta đã phải tốn bao nhiêu tiền cho siêu phẩm này đây. Năm nay, áo lớp được thiết kế theo dạng áo bóng chày, bóng đá, chưa không còn là áo phông đơn điệu như trước kia. Những mẫu này đang cực kỳ được lòng của Gen Z. Áo này diện đi chơi thì ai cũng xinh luôn. Hay một tình huống dở khóc dở cười của lớp nọ khi nghe lời mẹ mà đặt áo rộng rộng ra, sau lớn còn mặc được. Kết quả là có ngay bộ áo lớp độc lạ như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.